Cơn mưa bất thường trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ vào chiều tối qua ở Hà Nội thì đã làm cho rất nhiều tuyến phố bị ngập sâu ở trong nước. Nhiều khu vực thì nước ngập sâu từ 30 đến 40 cm, như là khu vực đường Thụy Khuê, Tây Hồ, hay là hầm chui cầu vượt Mai Dịch, hay là đường Lê Đức Thọ đoạn qua sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nước ngập sâu thì khiến cho nhiều phương tiện chết máy hoặc là không thể di chuyển được, dẫn tới giao thông hỗn loạn tại nhiều khu vực. Đến tối thì nhiều điểm ngập úng lớn, nước thì đã rút, thế nhưng mà đến khoảng 9 đến 10 giờ tối thì giao thông vẫn ùn tắc tại nhiều tuyến phố do là vẫn còn ngập nước. Còn trong tuần này thì dự báo là đầu tuần thì Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông tiếp diễn. Cụ thể trong hôm nay và ngày mai thì vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, khả năng cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Từ thứ tư tuần này đến cuối tuần thì sẽ có thể xảy ra nắng nóng do là áp thấp nóng phía Tây phát triển. Còn với miền Trung thì từ nay đến hết tuần có nắng nóng từ Thanh Hóa đến Phú Yên với mức nhiệt phổ biến từ 35 đến 36 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 13 đến 15 giờ. Tây Nguyên, Nam Bộ thì 4 ngày đầu tuần tiếp tục mưa về chiều và tối, cảnh báo có nơi mưa rất to, tiềm ẩn đi kèm lốc sét và gió giật mạnh.